Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Admin Kha. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành đánh giá một cái chiếc laptop văn phòng đến từ Dell nhưng mà lại có một cái thông số thật sự là cực kỳ khủng khiếp luôn các bạn nhé. Mua laptop an tâm nhất đến trungtrần.vn. Trung Trần cam kết dịch vụ tốt nhất thị trường. Đó, rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào đánh giá chi tiết luôn. Và cái chiếc laptop này nó có tên là Dell Inspiron 5330. Đây là một trong những cái chiếc laptop mà thuộc cái dòng văn phòng mới đến từ nhà Dell. Và chúng ta sẽ thấy được có rất nhiều các cái điểm mới. Đầu tiên là mình thấy rằng là nó có một cái tỷ lệ màn hình mới. Thường ấy thì tầm này là nhiều hãng đã lựa chọn cái kích thước màn hình là 14 inch rồi thay vì là 13.3. Nhưng mà con này ấy thì nó vẫn giữ nguyên cái kích thước màn hình là 13.3 inch, kèm với đó là cái tỷ lệ màn hình là 16:10 các bạn nhé. Vỏ ngoài của nó thì sẽ được làm từ kim loại các bạn nhé. Kim loại dày, chắc chắn, sờ vào mát rượi luôn. Và với một cái màu như thế này thì nó cho mình một cảm giác rất là giống với lại MacBook luôn. Trọng lượng thì cũng cực kỳ nhẹ, nhẹ hơn so với lại cái con MacBook Pro M1 mình đang dùng. Nó rơi vào khoảng là 1.4 kg, con này nó chỉ là tầm khoảng 1.2 kg thôi. Cho nên là nam nữ dùng thì nó cũng cực kỳ thoải mái vì nó nhẹ mà, mang đi đâu cũng được. Và con này thì nó có một kích thước tổng thể cũng được tối ưu rất là tốt. Mình đánh giá rất cao khi mà Dell họ đã tối ưu bởi những cái phần viền của màn hình, nên là nó sẽ có một cái kích thước tổng thể nó cực kỳ là nhỏ gọn, bỏ vào trong ba lô mang đi làm đấy, nó cũng sẽ giúp cho chúng ta tiện hơn. Và cái màn hình của con này ấy, thì nó cũng có một cái thông số rất ấn tượng. Thật sự là trong cái năm 2023 này thì mình mới thấy, bắt đầu thấy nhiều hãng laptop họ trang bị cái độ phân giải màn hình cao hơn độ phân giải Full HD à, chứ còn ngày xưa là toàn là cứ Full HD hết. Thì đối với lại độ phân giải của con này nó rơi vào tầm khoảng là 2.5K, gần 2.5K các bạn nhé. Thì kích thước 13.3 inch cho độ phân giải 2.5K thì khỏi nói các bạn biết rồi, nó thật sự rất là sắc nét. Đối với lại 15-16 inch thì nó vẫn còn hơi rỗ nhẹ nếu như mà soi kỹ, thì đối với lại 13.3 inch thì nó đạt đến cái điểm là tuyệt đối rồi. Thật sự là nhìn cái màn hình cuốn này nó rất là sướng luôn. Độ sáng nó rơi vào tầm khoảng là 300 nits thì mình đánh giá rằng là với trong cái điều kiện mà có đèn Kino như thế này vẫn nhìn cực kỳ rõ. Còn nếu như khi mà vào cái phòng mình làm việc ấy, cường độ ánh sáng nó thấp hơn nữa thì nhìn bao rõ luôn các bạn nhé. Đấy, và màn hình của con này thì nó cũng sẽ có chống chói luôn, nên là khi mà chúng ta có làm việc ở ngoài trời thì nó sẽ giúp cho cái việc là những ánh sáng ở phía sau này nó sẽ không có bị chói, bị ló, nó phản lại mắt của chúng ta gây khó chịu. Về phần bàn phím ấy, thì mình đánh giá rằng là cái hành trình phím của nó vừa phải các bạn nhé. Tuy nhiên ấy, thì cái cảm giác gõ, cái mức độ phản hồi mình đánh giá lại khá là tốt. Bản lề của con này nó sử dụng đó chính là cái bản lề dạng ergonomic. Khi mà các bạn mở lên như thế này nè, đấy, mở được bằng một tay, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ nâng cái bàn phím lên từ 3 đến 5 độ để giúp tạo cái độ nghiêng khi mà chúng ta gõ như thế này thì nó sẽ thoải mái hơn. Kèm với đó là chúng ta sẽ có một cái phần touchpad có một cái kích thước mình đánh giá là không quá to, không quá bé, nó nằm ở một cái mức vừa phải, mượt, rê rất là thích luôn. Con này thì còn có thêm cái cảm biến vân tay ở chỗ phím nguồn nữa các bạn nhé. Đấy, rất là nhạy luôn, ấn vào một phát là có thể mở được. Và các cái cổng kết nối của con này thì được trang bị đầy đủ, mặc dù đây là một cái chiếc máy văn phòng thiên hướng mỏng nhẹ như HDMI có này, Type-C, Thunderbolt thì chắc chắn phải có rồi. Kèm với đó là Type-A vẫn có được một cổng và nó làm theo cái thiết kế rất là thông minh. Con sắt tai nghe 3.5 đầy đủ cả. Cấu hình của con này thì nó sẽ chạy cho chúng ta là một con chip Core i5 thế hệ 13. Thì đây là một cái dòng chip mà 1340B, nó thuộc cái kiểu là tiết kiệm điện năng, nó cân bằng giữa hiệu năng cũng như là điện năng. Đấy, cho nên là cái hiệu suất của nó nếu như mà làm những cái tác vụ như là Photoshop, dựng video thì nó vẫn ổn, nhưng vì nó không có kẹt rờ cho nên là với những cái phần mềm như thế này khi chúng ta render nó sẽ khá là lâu, đặc biệt là Premiere. Với một cái mức hiệu năng như thế này thì mình nghĩ rằng là những bạn mà kiểu làm đa dụng tí, cũng thích Photoshop, cũng thích tìm tòi thứ này kia và thậm chí chơi game thì con này nó đều đáp ứng được cả với những tựa game phổ biến như là Liên Minh Huyền Thoại. Đấy, thì đều chơi rất là ngon. RAM cũng cực kỳ thoải mái, lên tới là 16GB và SSD sẽ là 512GB. Đấy, con này thì gần như không gì để chê cả. Và pin của một chiếc laptop như thế này thì mình đánh giá là nó ở một cái mức khá là tốt, rơi vào tầm 6 đến 7 giờ, đúng như những gì con này nó theo đuổi. Chắc chắn là độ phân giải gần 2.5K nó sẽ tiêu tốn điện năng hơn so với lại một cái độ phân giải chỉ là Full HD rồi. Nhưng mà rõ ràng ấy là nó vẫn cho ra một cái thời gian sử dụng rất ấn tượng. Nếu như các bạn quên sạc thì các bạn thứ nhất là nó có thể là sạc bằng cổng Type-C, nên là có thể là mượn ở tất cả mọi nơi. Chuẩn Type-C nó là chuẩn của tương lai mà. Chốt là với mức giá tầm khoảng 19,5 triệu tại Trung Trần thì đây là một mức giá quá tốt với em này. Thứ nhất là bình thường em này nó đã cho ra một cái trải nghiệm nhìn chung là tốt so với tầm giá rồi. Nhưng mà khi mà bán tại Trung Trần nữa thì các bạn phải hiểu rằng là mức giá nó còn rẻ hơn một vài triệu so với lại thị trường.
Đấy, so lại mặt bằng chung thị trường, cho nên đó là cái ưu điểm rất lớn. Và máy này là máy mới 100%, và Trung Trần thì cũng đã kinh doanh laptop rất lâu rồi, rất uy tín. Mua tại Trung Trần thì mặc định là yên tâm 100% các bạn nhé. Những cái chiếc laptop cũ thì cũng là những thuộc cái hàng nhập Mỹ, không bao giờ là nhập Trung Quốc đâu. Còn những cái chiếc laptop mới thì vẫn có thể là nhập từ thị trường nội địa, cái đó là rất là bình thường. Đấy, nhưng mà mặc định là laptop cũ, các bạn nào muốn tiết kiệm chi phí thì mua tại Trung Trần thì luôn luôn là sẽ nhận được máy của Mỹ. Tại vì Mỹ thì họ sẽ chỉ có phân loại cho họ, không có tăng trang. Tức là con máy này hình thức đẹp nó cho là loại A, hình thức khá thì nó cho loại B, hình thức xấu hơn nó cho loại C. Và nó sẽ có cái mức giá khác nhau cho từng cái loại như thế. Chứ nó sẽ không kiểu là như Trung Quốc là họ sẽ kiểu là thay hết vỏ lô. Đấy, để mà kiểu tăng trang lại làm như là một cái sản phẩm mới để bán mức giá cao hơn. Làm cái đó thì lợi nhuận nó sẽ cao hơn chắc chắn rồi. Và chưa kể là cái phần vận chuyển của bên Trung Quốc gần Việt Nam, cho nên là nó cũng rẻ hơn rất nhiều so với lại bên Mỹ. Nó không đảm bảo được chất lượng và nó dễ gây rắc rối về cái khâu bảo hành, nó rất là mệt các bạn à. Thà mình mua hàng chất lượng có thể là lợi nhuận nó ít hơn một tí, nhưng mà rõ ràng là nó đánh đổi lại cái sự yên tâm và cái sự thoải mái của người dùng nữa. Đấy, cho nên là Trung Trần đi theo hướng này là mình thật sự rất ưng luôn các bạn. Bây giờ mà mình mua laptop gì thì mình cũng chỉ đến Trung Trần thôi. Chính mình cũng như thế cơ mà. Vậy còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc laptop Dell Inspiron 5330 này? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.